Hi, chào cả nhà thân yêu. Cảm ơn cả nhà đã trở lại kênh với Hoa Ngọc Ngô nha. Lại là Hoa nữa đây. Thì bây giờ là Hoa đã chuẩn bị cùng gia đình, con cái và vợ chồng là đóng thùng nha cả nhà. Bà nội của hai cháu là đã chuẩn bị đóng thùng, đóng gói lại phụ dán những cái đồ ăn. Nếu mà mình đi Mỹ cả nhà thì mình sẽ đóng gói những cái đồ ăn, chẳng hạn như là cá nha, cá rồi những cái cá khô, là ví dụ mình mua tất cả các loại cá hay là khô hay ốc hay là đều đi được hết nha cả nhà. Nhưng mình phải bọc lại cho kỹ nha cả nhà, để mình quay cho cả nhà coi nè. Đó, ông xã mình đây đó, ông xã mình thì đang quấn đồ. Thì là cái thùng á thì cả nhà sẽ quấn lại theo cái dạng size nè, size này là size nhỏ. Nói chung là lúc mà mình đi về đó thì mình lấy cái thùng này mình đóng đi về, thì khi mà mình đi á thì mình sẽ lấy cái thùng này, dẫn cái thùng này luôn và mình đóng đi nha cả nhà. Thì mình khi mình đi á thì mình sẽ dán cái từ đâu tới đâu, phải không, từ đâu tới đâu, để mà ví dụ từ địa chỉ ở Việt Nam đến địa chỉ ở Mỹ nha cả nhà nha, để mà mình không có bị thất lạc thùng. Thì những cái đồ ăn á mình sẽ quay cho cả nhà coi. Cái này á là cái thùng này á là không phải là được thức ăn trong đó. Thức ăn đông lạnh á thì mình sẽ bỏ vô cái thùng xốp nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ ông xã mình đang quấn đồ nè cả nhà. Đem về nè. Cái này là đồ cho cái shop nail của mình. Mua đồ supply cả nhà. Cái này đang canh nè cả nhà. Coi là đủ số lượng ký là bao nhiêu hả? Đó, là người ta cho là khoảng mình bỏ vô khoảng 23 ký thôi nha cả nhà. Ủa, thường thường chồng có dán chính giữa mà chồng không dán hả? Chắc em lộn bên Mỹ rồi phải không anh? Cơ bên Mỹ là có dán á. Ok, mình có dán chính giữa này nè cả nhà, là 23 ký để cho mình đừng có over. Mình đừng có quá cái, mình đi tầm cái thùng khoảng 21 ký là được rồi cả nhà nha. Là mình yên tâm rồi đó. Hãy qua hãy quen cái là mình không có lo gì hết. Con trai của mình về thấy cái hiệu Yavi nè cả nhà. Nó dài cũng dễ thương, đẹp với lại cái da nữa. Mua cho nó mang mà vẫn quần tây hay là đồ vest đi học á, hay đi chơi nó cũng thích á. Cái tuổi kia đây trời là cái tuổi mới lớn là vậy. Nó khoái kiểu cọ. Đây. Đó. Mẹ mình với dì mình đang dán lại thùng đó. Nguyên cái thùng này là cái thùng khẩu trang. Thùng khẩu trang đó cả nhà. Bánh. Trời nha, đó đang quấn, em thấy quấn chuyên nghiệp không? Ủa. Trời đất ơi, hay quá vậy thế. Trả lời hay quá nhất trong ngày. Còn lấy cho mình nước uống thôi đó. Nè cả nhà. Trời ơi, sao không có nước đá gì ta? Ủa. Đây nè. Mình có bình nước đá. Anh cho bình nước đá đi, ly đá uống đi. Ôi ơi, sao mày? Đóng thùng đi con. Muốn gì thì ra sân bay đóng thùng á. Ra phân bay cũng y chang gì thì làm á. Ẹt quẹt lấy ra. Cái đồ ấy để chính giữa đi nè. Ủa nhưng mà anh không có cái loại đó à? Anh chứ phải bên Mỹ phải không? Cái loại mà người Tây. Cái nồi cả nhà biết không, mua cái loại mà có cái đồ màu vàng gì nè, máy cái mình bỏ vô cái quẹt dễ mà khỏi banh vậy đâu. Cái loại mà để đó, nó không có bị về, nó không bị dính giống của gì hai bị dính thấy không? Là anh mua cái máy bằng ấy đó anh. Gắn vô. Quấn đại cho qua luôn, tại vì người ta cũng không, người ta không thấy gì, thấy ta thấy màu trắng. Hả? Gắn màu trắng lại đi. Để màu trắng nha, mà này nó hơi bị. Ủa, người ta cho một thùng, một người và được hai thùng. Một thùng vậy là 25 kg, nhưng mà để an toàn mình chỉ để 21,5 kg thôi.
Tại vì cái cân của ở ngoài sân bay nó có thể khác cái cân của mình. Nhiều khi cân của mình không chính xác á, ra ngoài đó nó bị quá ký á, là nó phạt 1 kg dữ lắm á. Dạ có, ví dụ 1 kg vậy là khoảng 1 triệu mấy hay nhiêu vậy? Mắc dữ lắm. Để chưa vậy quá được ok đúng không? Bởi vì có nhiều người á là người ta hả, ví dụ người ta muốn mua đem đi quá người ta bắt buộc phải đem, còn không người ta bỏ lại vậy đó. Còn mình chính xác thì mình phải đem đi hả? Còn cái đó là lương á, lương. Quấn lại thôi. Dạ quấn lại thôi. Thì nè đó con để vậy để cho quấn lại á. Mà bà đó thấy không? Thấy chuyên nghiệp dán nha. Cái đó là ớt xả ớt á cả nhà. Đây là cái này, cái đó ớt xả ớt. Đúng rồi, tại vì cái bao này nó dày á nội. Nó dày á, nó không bị chảy nước. Nguyên ngày nay á cả nhà, nguyên ngày nay á là mình không có ngủ ghê gì được trơn, không có ngủ trưa gì được á, mà nguyên một ngày tới giờ này á là tối rồi, là khoảng 9 giờ mấy rồi là mình hả còn đóng đồ nè, là xong đồ xong rồi, mình đóng xong rồi là mình ngồi mình nghỉ chút xíu, chơi nghỉ chút xíu rồi xong rồi mình mới đi lên máy bay, mình lên sân bay rồi xong rồi mình phải bỏ thùng qua. Thấy không? Nó lộn liền rồi, thấy không? Trong đó đông lắm nha, lên sân bay đông lắm. Quấn đó kìa, ủa mà nội quấn nhúc đó kìa, nội gì gì quấn y chang cái cũ á, không có đây nè, nội có kìa, thì quấn ngay đi, nó có kìa, màu vàng á, cũng được nữa, quấn màu trắng cũng được vậy, lắm quấn luôn vậy thôi nha. Kiếm cái màu vàng này đi còn. Yeah. Ủa phải không? Phải cái này không? Nội kiếm được không? Nội kiếm được không? Phải đó không? Ừ, nãy con đang xuống nửa cuồng đó nội. Cá thì bên gì để cái đó không cần bỏ vô hộp đâu. Cái đó không cần bỏ vô hộp, cái đó gì quấn thôi. Dạ, gì cuộn thôi, đúng rồi, giống cái kia kìa đó. Cuộn thôi tại nó nhỏ xíu à, nó không có phải con mới cái này nó ra ngoài nha, nước chảy nè. Cái này nước chảy nè. Ừ. Ủa còn cái hộp khùng nào nữa không? Ơi. À, bây giờ á là cái thùng này nè, là mình sắp về. Từ ở Mỹ mình sắp về, từ ở mình đi máy bay là United Airlines nè. Máy bay nó nè, được rồi. Nè, thấy nè, thấy không? United Airlines là mình bay về. Từ Mỹ bay về. Thì khi từ Mỹ bay về á là nó bắt buộc á là nó phải dán cho mình cái tờ giấy này là chứng minh là mình bay thùng này từ Mỹ về. Thì bây giờ mình xài lại cái thùng này nha cả nhà. Cả nhà có thể xài lại được cái thùng này. Chào dây ha Dương, qua chơi. À, qua mấy gì mình ghé với gì mình tới dì Thúy vậy, dì Hai với lại dì Hương tới phụ mình đóng thùng dán rồi này nọ để tiễn mình ra sân bay.
Đó, thì mình xài thùng này thùng cũ nè cả nhà, thùng cũ kia rồi mình về mình làm. Bây giờ mình dán lại, bắt buộc là cả nhà phải gỡ cái tờ giấy màu xanh ra. Tự vì sao từ Mỹ mà về đây á, thì người ta sẽ gửi cái thùng này về là từ Mỹ về đây. Bây giờ mình từ Việt Nam qua lại Mỹ mà mình xài cái thùng này bắt buộc phải tờ chở giấy này ra. Tự vì sao? Tự vì cái tờ giấy này á, nếu mà cả nhà còn giữ lại nha, thì khi mà vô hải quan Việt Nam á, thì người ta sẽ dán, người ta thì khi người ta giao đi á, thì là người ta bắt mình phải gỡ cái tờ giấy này ra nha, màu xanh nha. Hoặc á, là người ta không có chịu, người ta sẽ trả cái thùng này ngược lại, ngược lại của thằng thằng Mỹ nha. Nè cả nhà thấy không, trước đó là cái thùng mình dán á, là từ Mỹ, địa chỉ từ Mỹ đến địa chỉ Việt Nam. Nếu mà cả nhà đi từ Mỹ về nha, mình chỉ cho những người nào mà lần đầu tiên về lại Việt Nam nha. Dạ, trong đó là từ Mỹ về Việt Nam là cái giấy màu hồng này nha. Cả nhà nhớ nha, khi cả nhà đóng thùng mà từ Mỹ về Việt Nam thì phải dán là từ Mỹ, địa chỉ Mỹ, rồi từ địa chỉ Mỹ về Việt Nam, và phải địa chỉ Việt Nam tới Việt Nam địa chỉ nào. Rồi bây giờ mình xài lại cái thùng này thì mình sẽ dán lại cái tờ giấy này màu trắng, nhưng mà là phải từ Việt Nam, địa chỉ từ Việt Nam qua Mỹ nha cả nhà, đừng có lộn nha. Để mà ừ, cái dán chồng lên. Cái này phải gỡ luôn nè, cái này màu trắng. Ừ, cái nhà, cái này nè, cả nhà thấy không? Mà cái này mình, người ta chỉ nè, mình bay từ, để coi, mình quay rồi. Bay từ, Los Angeles, mình bay từ Los Angeles là giống như là, bay từ Los, mình bay qua Đài Loan. Rồi mình Đài Loan mình về xới Sài Gòn. Thì bắt buộc mình phải gỡ cái tờ giấy cũ đó nha cả nhà. Tại vì mình không gửi giấy cũ là người ta bị lộn hành lý, là cả nhà mất hành lý nha. Mà khi mà mất hành lý là người ta đền đó là cứ một cái hành lý là hình như nó thông báo là phải bây giờ chắc 400 rồi. $400 một thùng rồi, một kiện rồi người ta đền. Nhưng mà đền đâu có tới đâu. Bây giờ đồ trong đây mình có ngàn, hai ngàn mấy, hai ngàn mình đâu biết được. Bây giờ đồ của mình hôm nay là mất hết. Là mình lộn cái thùng là tôi luôn nha cả nhà. Mình phải dán cho chính xác. Thay vì giờ đồ mà mình không dán chính xác địa chỉ nha, là người ta không kiếm được nha. Cả nhà nhớ nha, là phải ghi số điện thoại, địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận để về nha. Để về mà có bị lạc á, người ta còn gửi được tới nơi nha cả nhà. Để không người ta không có kiếm được luôn á. Đó cả nhà thấy không? Đó, một thùng mà phải ba người dán luôn, thấy không? Một người kéo. Đó, hai người dán vô, một người đè. Một người kéo băng keo ra đó, cả nhà thấy đoàn kết ghê không? Đoàn kết ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cái này là ba cây. Cái này là ba cây chụm lại là xong cái thùng. ba người chụm lại xong cái thùng. Còn bà kia là đó đang ăn. Cái này là ông bốc xếp ra ngồi đó, chuẩn bị bốc xếp. Bốc xếp thùng á. Tớ bụng quá đó. Rồi, còn cái thùng này nữa. Còn nước nò rồi. Ơi cả nhà, đó nè, đó có luôn nè, thấy không? Cả nhà thấy không nè, cái thùng này cũng bị nè, thấy không? United Pack nè, đó, nó dán để mà nó chứng minh là ok, cái thùng này đã kiểm định nha cả nhà. Nếu mà về từ Mỹ về, cái thùng này đã kiểm định từ Mỹ về, mọi thứ trong thùng này là ok qua hải quan được. Bây giờ mình xài lại, mình phải gỡ ra nha. Ôi ôi dữ quá. Nè cái địa chỉ này là địa chỉ cũ nha cả nhà, đó. Thấy không? Thì bây giờ mình dán lại cái tờ giấy mới. Rồi ở trên đó nè, ở trên này đó, bạc bạc nó đây không? Thấy không? Đó, cả nhà thấy không nè đó. Đó, địa chỉ này không? Là cũ rồi, phải tháo ra nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có thông tin gì muốn liên hệ hỏi gì đó thì cứ liên hệ số điện thoại của mình ở bên Mỹ nha cả nhà. Đây nè, mình quay cho cả nhà coi nè. Số điện thoại nè. Đó. Thấy không? 714-267-6322. Đó. Rồi. Cái này là mắm. Dạ mắm mắm tép. Bây giờ vô lấy cái gì ta? Con mới thấy cái này chưa dán cái gì ta? À. Cái này là
đi vô lấy thêm, còn chưa xong. Tại vì cái loại này là mắm tép thì mình không, cái này mình không có bỏ đông lạnh nha, cái này không bỏ đông lạnh, cho nên là con đem về cứ quy bọc chà bá vậy đi, con đem về con đút vô tủ lạnh mát ngăn ngát hết, thì mình không có xả ra từng cái, cho nên mình không có bỏ riêng từng cái mà mình chỉ là bỏ ngăn ngát thôi. Còn cái cá với khô này nọ là mình phải bỏ từng cái lại, là tại vì sao? Mỗi lần mình xả, mình xả có một cái một phần mình ăn thôi chứ không phải. Nhiều bao xốp bự thì nhiều. Con kiếm bao chút đang lại kiếm rồi nè nè. Cả nhà thấy không? Cái này là cái nấm rơm đó, nấm rơm kho cho nước tương vô đó, là để mình nè, cái này là để mình nấu cháo ha, mình bỏ vô, hoặc là đi làm về mệt đó rồi cái mình nấu cháo mình bỏ nấm rơm vô, hoặc là mình nấu cháo nấm rơm nha. Xong rồi cái gạch thôi à, cái này dễ mà, con lấy rau gạch á, gạch cái nắp á, nhưng mà cũng có hai muốn biết đợi xem. À đúng rồi, quên con về con gỡ, con cởi hai nha, rút kinh nghiệm nhiều năm về rồi, lần đầu tiên dán kiểu này về gỡ thấy bà nội trời, nó gỡ gần cái xong rồi cái xong cái lần thứ hai không có, nó để sau đi đừng kể bây giờ. Lần thứ hai về kinh nghiệm, lần thứ hai biết làm. Đúng rồi. Thương trai. Chị nói cái này Mỹ thương cho anh em đồ ăn qua hết, tại vì tôi ăn chay, tôi không có ăn mấy cái thịt thà gì hết đó. Tôi ăn nấm thôi. À, lý do là sao mình phải dán vậy nè, đó dán quá trời luôn, thấy không, dán mà phải nói là băng keo cả nhà mua là đó, cả nhà thấy không, đó mình mua là phải hai lốc cỡ này nha, hai lốc băng keo cỡ này đó là mới đủ với lại cái số lượng mà mình dán vậy. Tại sao cả nhà biết tại sao không? Tự vì sao nó bốc mùi lên, nó chảy nước ra, rồi xong nè cái thùng giấy hoặc là thùng xốp mình nè nó sẽ bốc mùi ra, rồi hải quan nghe mùi trên máy bay người ta chịu không nổi đó, là hả không có được. Dán rồi con thấy được rồi. Rồi mắm ốc cá kho con. Rồi, mấy cái đó đâu cần dán hả anh? Không. Rồi không, không, ok rồi. Đi. Rồi. Có kìa. Phụ ai? Trời, đi vô đó phụ hen xì kìa, chứ đó đâu phụ mà nội kìa. Cái này gì sao con? Phụ quán lại không? Không. Mấy cái đó là chỉ bánh chén, bánh. Gồm vô một bao. Cái nãy con thử không? Không miếng coi. Kẹo không có hôi đâu, nó thơm mà. Cái này nè. Thôi kệ đi, lỡ rồi gì ơi, gì bỏ vô 5 cái là hay lắm, mà lọt 1 cái hoài thì có sao đâu, nó đâu có bể ấy đâu. Dạ. Đây là cả nhà, đây là yến đó, vừa hổm mình mua đó, phải cả nhà thấy không? Bây giờ mình sẽ bỏ vô bao cái mình quấn lại nha cả nhà nha. À đây nè, đây là hành lý nè. Hành lý mình xách tay nha. Thì bỏ quần áo vào. Hành lý chỉ được đựng quần áo thôi cả nhà. Không có đựng cả nhà xách tay á, lên máy bay á. Ví dụ giờ mấy cái thùng đồ ăn á thì mình ký gửi được nha. Đó, mình ký gửi được.
Còn mà mình sách tay á, lên máy bay á, thì người ta không có cho mình đem dầu thơm nha. Cái số lượng dầu thơm với lại cái số lượng mà dầu thơm với lại giống như là make up nha cả nhà, đồ trang điểm á, hoặc là phấn son á, thì nó có limit nha. Ví dụ mình mua cái loại mà ít thôi, nhỏ để mà dành cho du lịch á, nhỏ xíu như nè đó, thì khoảng 20ml, 10ml thôi, ít thôi, để mà giống như mình xài du lịch cho được một ngày bay thôi là được, chứ mình không có được xài cho nhiều quá nha cả nhà nha. Đó thì mình xách tay lên máy bay thì được. Giờ mình sẽ quay cho cả nhà coi nè. Đó, cái này là đồ ăn đông lạnh nha, mình chưa có đem ra, bây giờ chuẩn bị là mình sẽ đem ra nha cả nhà. Mình sẽ đem ra, mình bỏ vô một thùng nữa là dành cho đông lạnh không. Đó, mấy cái này là cá nè, cá tôm, tôm càng xanh này nọ, ốc và cả nhà, mình đóng vô thùng, mình đóng vô thùng hết luôn. Đó, đây là nè cả nhà thấy không, mấy cái kiểu này đó, coi như là có nước sốt, dầu giấm trộn salad rồi muối này, mấy cái nước sốt, dầu giấm trộn salad này, cái gì đây, hương gạo rang, cái này là nước giống như là nước với lại mấy cái xà lách này nè, mà hiệu mayonnaise nó thơm lắm. Còn cái này gì ta, à cũng dầu giấm luôn. Có cái này nè, có cái này mình thấy nè, có cái này là muối ớt chanh, cái loại này ngon, chấm với lại hải sản, mình có đem hải sản qua nữa. Còn cái này gì ta, này có nhiều loại quá cả nhà ơi, hết trời loại luôn nè. Sốt mayonnaise cây dự, có nhiều loại quá à. Cái này là xương, xương nè, xương với thịt đó nè, chinh su, hạt nêm ngọt, tôm thơm, tôm thịt, nó có nhiều loại nè, hả, nhiều lắm nha. Đây đây, cái gì nữa, là có gì nữa là lạ đúng không, cầu ơi, nước sốt salad này là dressing nè. Dressing là có thằng mè rau nè, thấy không cả nhà, dressing roses, sesame là có mè đen, sesame mì là mè đen. Rồi xong, kế tiếp 8 kg rồi, ừ 8 kg rưỡi nha. Trong đây là đây con đây, mua gì đấy, ai trời trời nặng quá. Oh wow, hạt nêm nè, cái hạt nêm này về với lại cái nước sốt về ăn salad đó, salad ngon nè. Mình đóng mấy cái này là không phải là đông lạnh á, thì mình để hoài nha, mình quấn để hoài đó. Còn cái hộp này nè, cái hộp này là cái nha, cái hộp này là giống như cái bình mình mua cái phun sương, nó phun sương nó có cái mùi á, tỏa ra mùi á, mà nó có cái bỏ cái mùi xả, rồi xả chanh, chanh xả này nọ, với là cái mùi hoa hồng đủ thứ á, thì mình sẽ xài cái này. Mình mua cái này biết đâu không cả nhà, mình mua cái này ở trong chợ đó, thì nó có nhiều màu, nó có đèn luôn, có thể mình bỏ cái này, mình mua về mình bỏ trong cái spa nail của mình, trong cái chỗ facial để cho nó thơm, hoặc là trong tiệm nail của mình để mà cho nó thơm mùi, nó không có bị nghe cái mùi quá chất quá trong cái tiệm đó. Nè con, mình mua mấy cái này nè cả nhà, mua mấy này nè đó, kiểu để mình về mình trang trí đồ, trang trí ở trong tiệm của mình đó. Rồi xong rồi mình mới kế tiếp đó là mình sẽ mấy bức tranh nè cả nhà, thấy không, à, tranh cũng đẹp lắm cả nhà, trời ơi tranh là đó, thấy chưa cả nhà, nhiều kiểu lắm, tranh nhiều kiểu lắm nha cả nhà đó. Để mình mở cho cả nhà coi nha, chim ngưỡng nha, một nè, ôi ôi đó. Một kiểu, hai kiểu, ba kiểu đó. Ô, tranh đẹp không cả nhà, bốn loại
đây là mấy cái đồ chẳng hạn như là đồ khô hoặc là nước hoặc là mắm, cái này nó không cần phải để đông lạnh đâu, cho nên là không cần để tủ lạnh luôn, mình để hoài nè rồi mình dán lại hết. Nhưng mà phải dùng cái băng keo này nha, để cho nó không có bị chảy nước á cả nhà. Ví dụ người ta luyện vậy nè, thùng với thùng luyện vô đùng 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 thì mình không có bị bể nước ra nha. Đó rồi, đây là mấy cái chẳng hạn như là mình đem heo trà sữa cà phê đó, đóng thùng vô vậy nè, một thùng vậy nè cả nhà. Đó thấy không, mình phải gỡ ra cái giấy nè, giấy cũ em mới lên. Và đây là tranh ảnh nè, đem đồ về tranh ảnh mình phải đóng vô hết. Mấy cái này là mua để xài Tết đó cả nhà. Ôi chết cha, 9 giờ rồi, thôi mình tranh thủ lên, tự vì 10 giờ là mình phải có mặt ở sân bay cả nhà nha.